Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki Gaming. Bạn có thắc mắc về Free Fire, comment một câu và có thể mình sẽ trả lời bạn vào cuối video này hoặc là video sau nha. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming. Và ngày hôm nay thì Banana Free Fire sáng nay có một cái bảo trì nho nhỏ anh em ạ. Và sáng nay có một cái bảo trì nhưng mà bảo trì chắc là xong rồi. Thế nên không thấy có vấn đề gì. Sáng chả biết có bảo trì hay không. Vẫn thấy chơi game bình thường như cô Hường ngồi cổng trường bán nước đường với đêm nào cũng ngủ trên giường anh em ạ. Ok, hôm nay có sự kiện gọi bạn trở lại nhận ngay quà chất. Thì cái sự kiện này thì cũng như thường lệ thôi, là anh em tìm những cái tài khoản nào có cho mình đó là 14 ngày chưa đăng nhập. Đấy, thì anh em vào anh em nhập vào trong cái phần bạn bè cái ID của chúng ta. Đấy. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ tổng cộng là nhận được 8 con ma. Đấy, nhận được 8 con ma. Thì cái 8 con ma này sẽ sử dụng để chúng ta có thể đổi được cái xe máy, mà nói chung là cái sự kiện này nó cũng cùi bắp. Đấy, ví dụ anh em vào trong cái phần bạn bè này thì ví dụ những cái tài khoản nào mà 14 ngày rồi chưa đăng nhập, nó sẽ có thêm cái phần nhập ID. Thì anh em nhập ID vào là anh em sẽ có thể nhập ID của cái tài khoản chính của chúng ta ấy, thì sẽ được tính ra một lần gọi bạn trở lại. Đấy, đơn giản lắm, quá đơn giản như đan rổ luôn. Còn ví dụ như là anh em muốn ấn kêu gọi thẳng ở trong game này thì méo kêu gọi ở đâu. Đấy, không kêu gọi đâu. Sao cái tài khoản này mình toàn mấy bạn nữ nhỉ? Và mấy bạn nữ ấy toàn lâu lắm rồi không đăng nhập này, và lâu lắm rồi không đăng nhập vào trong game, buồn chưng chương ấy. Đấy, toàn những người tỷ năm mới không vào game kìa. Ui, nhìn buồn nhỉ. Đấy, toàn những người bạn cũ, chắc giờ họ nghỉ Free Fire hết rồi anh em ạ. Đấy, thì sự kiện quy đổi quá ngon, nó như có như vậy thôi. 8 cái con ma thì sẽ đổi được xe Clock ma mị, nhưng mà kể ra có skin súng thì tôi còn máu. Đấy, dù cái xe thôi, nhập được thôi. Ok, sáng nay thì mình sẽ thử nghiệm một cái thử thách của bạn là Tô Ngọc Thiên hay là Tô Ngọc Thiện gì đấy. Chú ơi, khi ở ngoài tầm đánh của con cây, chú ngồi xuống rồi bật ống ngắm lên, bò từ từ vào, khi nào tấm đỏ dừng lại bắn thì con cây không thể đánh được chú. Chú thử đi. Và nghe thấy hơi bốc phét rồi. Và đây sẽ là thử nghiệm tàng hình để xem mà con cây nó có đánh được mình hay không. Đấy nhá. Bật ống ngắm lên rồi bò từ từ vào nhá. Đấy, trông con cây trông ghét thế nhỉ, trông quả lưỡi à. Đấy, trông quả lưỡi đào đào. Đấy, 5 hẳn luôn. Đấy, chưa tấm đỏ. Đấy, anh em thấy không? Cẩn thận, mình 5 luôn. Mình nằm luôn cho nó cẩn thận này. Và round có đánh cậu không? Đấy, ui vẫn chơi tâm đỏ. Đấy, tôi dịch vào từng tí một nhá. Dịch vào tí một nhá. Đấy, dịch vào tí một này, dịch vào tí này. Dịch nữa này. Dịch vào luôn này. Nó không đánh mình à? Ui giời ơi, nó vẫn khạc tôi đều thế này. Vâng, thế mà bảo nó không đánh mình, nó vẫn khạc mình đây này. Và ông nào hướng dẫn chán đấy. Và ông Tô Ngọc Thiện hướng dẫn nó không ra gì. Hướng dẫn thế hỏng. Nào, đấy, là lại nhá. Ui, khác rồi. Và khác nhổ rồi anh em ạ. Và khác nhổ rồi. Và nay mà kêu là tiến đến gần từ từ, nó không đánh đâu. Nó chả đánh cho sun người, nó chả bắn cho nó gọi là tung người anh em ạ. Và anh em chú ý là khi mà chúng ta bắn được một lượng máu của cái con cây này ấy, thì nó sẽ bắt đầu rơi ra đồ. Đấy, nó sẽ bắt đầu rơi đồ ra. Thế nên là anh em cứ chạy lại gần mà anh em nhặt thôi. Đấy, cũng không nhất thiết là phải giết hẳn con cây đâu. Giết hẳn con cây được nhiều chìa khóa hơn, nhưng mà không, chỉ cần bắn khoảng mất một chút máu thôi, nó sẽ bắt đầu ẻ ra những cái đồ ở trên bản đồ. Đấy, ẻ ra đồ thì chúng ta cũng sẽ gọi là có thể nhặt được luôn, mà không cần phải nhặt được, không cần phải đánh đến lúc mà chết. Đấy, nhưng mà con cây nó cũng khá yếu. Đấy, con cây nó cũng khá yếu anh em ạ. Đấy, thấy chưa? Đây, chìa khóa giải đồ rơi đầy mặt đất này, chỉ cần bắn nó vài phát thôi là nó đã ẻ đồ rồi. Đấy, sợi, có cả ống hồi phục này. Đấy, thuốc hồi sinh luôn. Đấy, sợi. Ai anh em thấy không? Ui, M187X này và Ska level 3 này, cậu chả bắn con cây toang người. Đấy, làm sao ui nó bắn cứ đau quá anh em ạ. Vâng, xong rồi, xong con đau rồi, lại phải tiêm trích. Đấy, ui gần chết luôn ạ. Vâng, gần chết luôn ạ. Và đặt keo luôn, đặt keo thật ra cũng chả trúng vào nó đâu, nhưng mà mình đặt cho vui thôi.
đặt cho vui thôi, anh em thấy không? Và không thể nào mà tàng hình cho con cây đâu. Bên nào đã tính toán cả rồi. Khi mà chúng ta đứng ở trong cái tầm đánh con cây thì lập tức là tự nó sẽ tìm cái mục tiêu ở trong cái phần như kiểu cái máy quét đấy. Và nó khác gì cái máy quét đâu, nó khác gì cái máy quét đâu. Ông kia ông kêu là bò từ từ vào thì nó không đánh. Có thể ấy, bạn chui vào một cái góc lác. Đấy, có thể trong một tình huống nào đấy bạn chui ở trong một cái góc lát thì bạn có thể né được cái sát thương đấy cho con cây, nhưng mà mình nghĩ rằng là nó sẽ không thể nào mà né đâu. Đây mình sẽ thử lại về súng bắn tỉa nha cho chắc. Đấy, theo để cho bạn Tô Ngọc Thiện, bạn thấy là không thể tàng hình cho con cây này trừ khi mà chúng ta kiếm được một cái góc lát nào đấy mà game của chúng ta nó không phát hiện ra thì chúng ta mới chui được vào. Ok, thế mà trước khi test tiếp thì chúng ta đừng quên ghé qua Riaki Store, shop hiện dành cho game thủ Free Fire. Hôm nay là ngày cuối cùng ở trong cái chuỗi sự kiện Halloween ở trên Riaki Store HN, thì anh em đừng quên là ghé qua để có thể sắm cho mình những mẫu tai nghe X6KT02, găng tay Memo giúp chúng ta kéo tầm phút đầu tốt hơn, hay là sò lạnh DL05, quạt tản nhiệt FL05 giúp chúng ta chơi game phê pha mượt mà hơn. Tất cả sản phẩm đã bán tại Shopee Riaki Store HN, Riaki Store HCM nha anh em nha. Quất ngay. Đấy, ok. Đấy, bây giờ mình té vào trong bo cái nhỉ. Đấy, nhặt đồ xong rồi mình té vào trong bo rồi. Xời, đồ rơi ra khá nhiều. Đấy nhá, bây giờ tôi sẽ thử nghiệm với súng bắn tỉa AWM nha anh em nhá. Súng bắn tỉa AWM để xem là nó có, đây còn con cây nào nhỉ. Đây có một con cây đang nằm ngoài bo, có một con cây nằm trong bo. Mình sẽ chạy con cây nằm trong bo. Đấy, thì mình nghĩ là có thể là các bạn mà thử nghiệm được cái việc mà tàng hình ấy để mà bắn con cây ấy thì có thể các bạn chui được vào trong một cái góc lác nào đấy. Nhưng hiện tại thì mình em đang chưa tìm một góc lác nào. Anh em không biết là có tìm một góc lác nào ở trong Gana Free Fire hay không thì anh em chỉ cho tôi. Thì nếu như mà chúng ta vào được một cái góc lác nào đấy chúng ta bắn ấy thì con cây nó sẽ không tấn công trả lại chúng ta được. Đấy, ví dụ như là có một cái góc mà con cây nó không đánh cho chúng ta, đấy chính là chúng ta nhảy lên đầu nó. Đấy thì nó sẽ không nhả đạn được nhưng mà nó vẫn xịt độc được nha anh em nhá. Tại vì cái chiêu xịt độc của con cây ấy nó xuyên tường. Đấy, cái chiêu tên lửa của nó thì không xuyên tường, hay chiêu khạc ra cái cục tím của nó thì không xuyên tường. Đấy, nhưng mà cái chiêu mà thả ra một cái vùng xanh đấy, và vùng xanh rất đau thì là chiêu đấy xuyên tường. Nên đâm ra là trừ khi mà góc lác của bạn quá xịn thì các bạn mới không bị rành thôi. Đấy, không thì không tàng hình được. Thực ra tôi không khẳng định là không tàng hình được, mà tôi nghĩ là có thể tàng hình được trước con cây, chỉ có điều đấy là nó sẽ phải cần tìm một cái góc lác nào đấy thì chúng ta mới làm điều đấy. Còn cái trò mà bò vào bên trong ấy thì cá nhân tôi đánh giá là không giòn. Đấy, nó vẫn phát hiện ra anh em ạ. Và nó vẫn phát hiện ra. Thế mà câu hào kêu là nó không phát hiện ra. Đây nhá, tôi test lại cho anh em nhá. Đấy, cho một cây ghét chưa. Đấy, ui, vừa đến gần phát nó quay mặt ra nhìn mình luôn ạ. Con chó cây này. Đấy, để đấy nhá. Rồi, tôi bắt đầu tiến từ từ vào này. Từ từ này, từ từ vào. Đấy, vẫn chưa thấy tâm đỏ. Có tâm đỏ nó khạc mình ngay. Đấy, có tâm đỏ nó khạc mình luôn kìa anh em. Ôi, mà có tâm đỏ nó khạc mình rồi. Có tâm đỏ nó khạc mình luôn ạ. Và vãi trưởng con bà bường. Anh em nói nào, nó vẫn khạc tôi bình thường thế này. Nó vẫn khạc tôi bình thường thế này. Và nó vẫn khạc tôi bình thường như cô Hương ngồi cổng trường thế này. Và vãi trưởng con bà bường. Ok, làm sao? Đấy, vừa mới vậy mới tiến vào, chỉ cần chạm vào cái mép của cái vòng xanh thôi là nó khạc mình luôn rồi. Lấy đâu ra mà tàng hình? Lấy đâu xa mà tàng hình hả bạn Tô Ngọc Thiện ơi? Đấy, anh em thấy không? Thực hiện ngay thử thách đấy. Ui, nó còn xịt cả vào trong nhà nữa thì chịu đấy. Và nó xịt cả vào trong nhà đấy thì có mà toàn. Ui, có cái nịt. Ôi, đau thế. Ui, đau thế. Ui, đau scout. Đau anh em ạ. Anh em thấy chưa? Không thể tàng hình được nha. Đấy, nhưng mà cũng có thể bạn nào mà biết được mấy góc nào tàng hình được thì anh em đừng quên là comment ở phía dưới nhá. Đấy, để mình có thể thực hiện thử thách này cho anh em. Đấy. Nếu mà bạn nào mà biết cách tàng hình từ cái con này thì anh em có thể. Ôi, chui ở trong này vẫn bị nó bắn ạ. Vãi trưởng, chui ở trong nhà sâu tít rồi. Ủi, nó vẫn quất theo. Sao trong kia dây làm thính ấy nhỉ? Và chui vào đây rồi mà nó vẫn còn bắn với theo được. Ảo thật đấy. À, chui vào đây rồi nó vẫn còn thụt anh em ạ. Và khổ thật sự. Ok, người kia. Đấy, nó chạy kìa. Ui ơi, thanh niên chạy bị khạc khạc nhổ. À, bị con cây nó khạc. Từ từ nha, tôi sẽ làm lại. À, tôi sẽ thử lại xem là đi ra một góc khác thì có thể tàng hình chơi con cây này hay không. Mệt mỏi thật đấy. Này thì bường này. Chạy này, con cắt. À, con này tên là con cắt anh ạ, vãi tên. Ok, và con cây nó dai thế nhở, một phát vào mồm con cây.
Đấy, một phát vào mồm con cây, nói chung là không tàng hình được đâu anh em ạ, khó lắm. Đấy, khó lắm, chỉ có vừa bắn vừa chạy thôi. Và tôi nghĩ là thử nghiệm với con cây như thế có lẽ em đủ rồi. À, có lẽ em đã ok rồi. Khó vào đấy nha, cứ có tâm đỏ nó khạc. Đấy, mình vào bước vào cái tầm tấn công của nó, tâm đỏ là nó khạc. Bây giờ phải có súng nào mà xa hơn AWM thì may ra mới không bị nó khạc, còn súng này vẫn bị nó khạc bình thường anh em ạ. Té rồi, té rồi, té rồi, té rồi. Ôi, ôi trời, người à. Ôi giời, tưởng boss. Chịu đấy, bó tay. Rikaki học phép tàng hình và cái kết. Ok, cảm ơn anh em theo dõi cái video thử nghiệm này. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Bye bye.